Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với channel của mình. Trong video này sẽ chia sẻ với các bạn một số cái lùm xùm xung quanh cái bản quyền của Filmora. Thực ra thì khi mà nó ra Filmora 12 ấy, có mấy cái vấn đề. Một là cập nhật lên miễn phí hay là mất tiền. Với thứ hai nữa là cái thằng Wondershare này tự nhiên nó lại thay đổi cái chính sách bản quyền của cái bản quyền trọn đời Filmora 9 ấy. Và nó không cho người dùng Filmora 9 cập nhật lên bản 12 hoàn toàn miễn phí nữa như cái cam kết ban đầu. Đâm ra là nhiều nhiều gọi là than phiền, rồi là khiếu kiện, rồi là chửi bới các kiểu ấy, tràn ngập mạng xã hội luôn. Facebook cũng có, rồi YouTube cũng có, ở trên kênh của mình rồi cũng có, rồi anh em nhảy vào comment rồi là chửi bới thằng này đang lừa đảo, rồi là công ty này đang lừa đảo, rồi là tẩy chay, rồi các kiểu. Thực ra mình cũng chẳng biết nói gì luôn, tại vì không hiểu tại sao bên Wondershare nó lại làm cái kiểu cái bước đi rất là kiểu ngu. Ok, để hiểu rõ hơn thì chắc là các bạn sẽ phải lên cái group ấy, Facebook ấy, gọi là Filmora User Group, hoặc là các bạn có thể xem mấy cái trang kiểu mấy cái kênh YouTube như kiểu Daniel Batan các thứ ấy. Thì ông ấy cũng có chia sẻ ở trong đấy, rất là nhiều người dùng nó kiểu than phiền comment, rồi là kiểu nổi giận rồi các kiểu. Xong ấy rồi cái đội hỗ trợ của Filmora thì trả lời nó cũng chẳng dứt khoát gì cả. Ok, túm lại là cái vấn đề này nó như này nhá. Trước đây khi mà Filmora nó ra cái bản 789 thì cái bản quyền của nó là bản quyền trọn đời nhá. Tiếng Anh nó gọi là lifetime license. Thế còn từ bản 10 cách đây khoảng 2 năm thì nó bắt đầu nó chuyển sang gọi là dạng perpetual. Perpetual thì là nó chỉ cho các bạn sử dụng bản quyền trọn đời của Filmora 10 hoặc Filmora 11 thôi, chứ nó không cho bạn là cập nhật lên phiên bản mới. Thì kể cả là những cái người dùng mà phiên bản 11 ấy, thì người ta khi mà mua người ta cũng không để ý. Không để ý, đâm ra người ta cứ nghĩ là người ta sẽ được dùng trọn đời và được cập nhật hoàn toàn miễn phí giống như là bản 10 lên bản 11. Thực ra bản 10 lên bản 11 đấy là Filmora nó cho mình miễn phí thôi, chứ còn thực ra đáng nhẽ mình sẽ phải trả phí để nâng cấp nếu như là mình từ bản 10 lên. Thế còn đối với những cái người dùng mà dùng Filmora 9 mua bản quyền ấy, thế còn lifetime thì nó hoàn toàn nó khác với perpetual. Lifetime là các bạn sẽ được cập nhật lên hoàn toàn miễn phí. Đấy là lý do vì sao mà rất là nhiều người dùng thì nổi giận kiểu bọn này lừa đảo rồi thế này thế kia. Nhưng mà cái đội Wondershare thì họ giải thích với mình nhé, giải thích riêng với mình là do cái quá trình mà phát triển sản phẩm ấy thì cần rất là nhiều chi phí là một. Với thứ hai nữa là họ muốn làm ra cái sản phẩm mà nó tốt ấy, càng ngày càng tốt hơn. Ví dụ Filmora 12, Filmora 13 các thứ ấy, thì đâm ra là họ cần tiền để kiểu thu thu tiền từ những người dùng để hỗ trợ phát triển sản phẩm. Cái mình thấy thì 30 đô nó cũng chả cái vấn đề gì lớn lao cả. Nếu như là mình là dùng bản 9, bản 9 nó cách đây khoảng tầm 4 năm rồi. Bản 9 thì lên bản 12 mà kể cả mình có trả 30 đô, kể cả trả 100 đô thì mình cũng thấy bình thường. Thế nhưng mà cái quan trọng ở đây ấy là họ phá vỡ cái hợp đồng ban đầu, tức là họ phá vỡ cái cam kết là bản quyền trọn đời. Đấy là lý do mà vì sao mà người dùng rất là kiểu điên cuồng ấy. Và bản thân mình thì cảm thấy cái này nó cũng hơi kiểu hơi dở hơi một tí. Nếu như mà họ muốn thu tiền của những cái người dùng ban đầu thì có thể họ sẽ tìm cách là kiểu thêm những cái hiệu ứng, rồi là yêu cầu những cái gói nâng cao hoặc là support hỗ trợ gì đấy, chứ không phải là cái việc là người ta đã mua một cái bản quyền trọn đời rồi mà bây giờ mình lại đổi sang là cái kiểu bản quyền dạng perpetual, chứ là chỉ bản quyền trọn đời cho cái phiên bản đấy thôi. Nhưng mà thôi, túm lại thì theo mình ấy, thì nếu như mà bạn nào mà đang dùng Filmora 9, 10, 11 ấy, mà bạn có điều kiện thì bạn có thể cập nhật lên phiên bản 12, còn không thì các bạn cứ sử dụng các cái bản đấy thôi. Bên Wondershare họ sẽ hỗ trợ nâng cấp, rồi là fix các cái lỗi các thứ của Filmora 11 trọn đời luôn. Tức là bạn có bản quyền 9 thì bạn sẽ dùng được 9, 10, 11 hoàn toàn miễn phí đến trọn đời, chứ bạn không phải nâng cấp gì cả. Thế còn nếu mà bạn mới sử dụng thì các bạn có thể cân nhắc là mua Filmora 12. Mua Filmora 12 thì giá nó vẫn giống như Filmora 11 thôi, nó có mấy gói. Một là gói 1 tháng này, gói 1 năm này, rồi gói trọn đời cho bản 12. Tất nhiên là khi mà lên bản 13, 14 thì có thể là họ sẽ yêu cầu bạn phải trả thêm tiền update. Đấy, thì ở trong phần mềm nhé, để mình chỉ cho các bạn. Còn nếu như các bạn muốn mua thì các bạn có một số điều cần chú ý nhé. Một là các bạn có thể tự mua. Tự mua thì cái phải chú ý nhiều hơn. Thế còn nếu như các bạn nhờ mình mua ấy, thì mình sẽ mua giúp cho các bạn cái bản Filmora 12, bản quyền trọn đời. Không phải trọn đời dạng kiểu nâng cấp nhé, mà là trọn đời cái kiểu perpetual ấy, trọn đời cho bản 12 đấy thôi. Còn lên bản 13, 14 thì mình cũng không chắc về cái phí update.
hoặc là nếu mà có thể là họ sẽ cho mình update miễn phí lên bản 13, 14. Nhưng tương lai không nói được. Ví dụ mình sẽ mở cho các bạn cái trang web của Filmora nhé. Đây là cái trang web chính thức của Filmora. Cho bạn nào nếu mà bạn tự mua, bạn có thể nhấn vào nút Buy Now này nhé. Bạn tải thì bạn cũng vào đây bạn tải nhé. Ở trong đây nó sẽ có này, cho cá nhân nhé, xong rồi cho đội nhóm và thương mại này, cho giáo dục này. Nó thường ấy, tất cả mọi người sẽ mua cái individual này nhé, cho cá nhân. Trong cái cá nhân này ấy, thì có sẽ có gói theo tháng này, xong rồi gói cho nhiều hệ điều hành. Ví dụ bạn có thể dùng cho hệ điều hành Windows, Mac hoặc là điện thoại luôn, thì bạn sẽ đăng ký cái gói này. Nhưng mà gói này là gói 1 năm, tức là không phải là gói trọn đời nhé. Các bạn sẽ 1 năm thì cứ 1 năm nó sẽ tự động nó renew cho các bạn. Và đây là cái gói 79.99, gói trọn đời, thì bạn mua với mã giảm giá của mình ấy, thì nó chỉ còn 67.99 thôi cả thuế, tương đương với hiện tại là khoảng tầm 1.6 triệu. Thì bạn bạn muốn mua ở đây thì bạn có thể nhấn nút này nhé, Buy Now, hoặc là bạn dùng PayPal cũng được. Tuy nhiên có một cái này bạn cần chú ý nhé, ở trong đây nó sẽ có phần là hiệu ứng và plugin, tức là các cái effect và plugin này. Cái này khi mà bạn mua trực tiếp ở đây nó sẽ cho bạn là sử dụng trong vòng 7 ngày và sau 7 ngày nó sẽ tự động nó trừ tiền của các bạn là 20.99 đô nhé. Nếu như mà các bạn tự mua thì các bạn chú ý là các bạn nên bỏ cái này đi. Bởi vì cái này ấy, các bạn có thể mua ở trong phần mềm thì giá nó vẫn như thế này thôi. Thế nhưng mà nó sẽ kiểu tùy chỉnh theo bạn thôi. Bạn có mua cái nào thì bạn chọn cái đấy. Chứ còn không thì nếu như các bạn cứ để nguyên cái này xong rồi tự nhiên 7 ngày nó lại trừ 500 nghìn. Sau đó bạn mất công lại bạn phải vào bạn hủy nó đi. Rất là mệt. Ví dụ sau đấy là bạn nhấn vào Buy Now đấy nhá, Perpetual đấy, Buy Now. Ví dụ bạn muốn mua 79.99 đi, không muốn dùng mã giảm giá của mình đi chẳng hạn. Sau đó đi tiếp vào cái shop, tức là cái shop của Wondershare. Trong cái shop này ấy, thì bạn sẽ có hai cái này, Download Insurance Service. Cái này thực ra rất là kiểu vô bổ ấy, chả cần thiết gì cả. Bởi vì nó chẳng có đóng góp cái gì vào cái việc là bạn tải phần mềm hay là download gì cả. Bạn có thể bỏ cái này đi. Đó, sau đấy bạn bỏ đi thì bạn sẽ bắt đầu ấn vào đây, ấn vào thanh toán. Ở đây nó sẽ là 79.99 nhé, cộng với 8 đô tiền thuế, nó sẽ rơi vào là 87.99 đô. Và bên này thì bạn sẽ nhập email vào. Nếu mà bạn có tài khoản gọi là Wondershare thì bạn sẽ nhập email vào đây, hoặc là bạn tạo một cái tài khoản miễn phí vào đây, sau đó nhập email, mật khẩu vào đây. Bạn có thể chọn PayPal hoặc là credit card để bạn trả tiền nhé. Thậm chí có chuyển khoản ngân hàng các thứ đây, tất cả những cái tùy chọn thanh toán của họ. Đấy, thì đây là các cách mà các bạn có thể mua trực tiếp ở đây. Thế còn bạn muốn mua bằng mã giảm giá thì bạn sẽ đi đến cái trang web của mình nhé. Trang web của mình là trang Jacky Deal. Ở đây nó có rất là nhiều cái mã giảm giá cho phần mềm các thứ ấy. Trong đó có mã giảm giá phần mềm của Wondershare. Mình là một trong những đối tác của Wondershare nhé, cho nên mình có thể tạo được cái mã giảm giá của chính mình. Ví dụ ở đây bạn sẽ mua là Filmora 12, bản quyền Filmora 12 cho Windows là 63.99. 63.99 này là trước thuế thôi nhé, sau thuế nó cộng thêm mấy đô nữa. Đây là cho Mac OS, kể cả bạn có muốn mua là cái bản quyền 1 năm cho Windows hoặc là cho Mac thì cũng có ở đây luôn nhé. Sau đó các bạn có thể ấn vào đây, mua này, Filmora 12 cho Windows chẳng hạn. Sau khi bạn nhấn vào đây, ở trong này mình sẽ ghi tất cả các thông tin về cái bản quyền các thứ, tiết kiệm được bao nhiêu, rồi làm thế nào để mua này. Sau đó là có cái ảnh về giới thiệu về bản quyền này và cập nhật lên Filmora 12. Cho đến hiện tại hôm nay là ngày 17 tháng 12 rồi mà gọi là trang web đối tác của mình với Wondershare nó vẫn chưa cập nhật cái link trực tiếp đến Filmora 12, mà nó vẫn chỉ là bản 11 thôi. Nhưng mà bây giờ các bạn mua bản 11 thì bạn dùng tài khoản bạn đăng nhập vào 12 vẫn ok, nó là hoàn toàn miễn phí. Bởi vì là cái chính sách của Wondershare khi mà nó lên bản 12 ấy, là trong mua Filmora 11 trong vòng 30 ngày kể từ ngày ra đời ấy. Ngày ra đời là ngày 12 tháng 12 thì các bạn hoàn toàn có thể cập nhật lên Filmora 12 miễn phí. Nói ra các bạn cũng không phải lo. Sau đó tiếp theo là bạn cắt cái mã này nhé, cắt cái mã giảm giá này. Sau bạn nhấn vào nút Buy Now nhé. Đừng bạn nào là cắt cái mã này xong rồi bạn chạy lên cái chỗ này nhé. Bạn chạy lên cái online shop này, bạn dán vào đây nhé. Coupon dán vào đây thì chả bao giờ nó hoạt động được cả. Bởi vì là cái khi mà một đối tác của Wondershare muốn tạo mã giảm giá thì người ta sẽ có một cái đường link để kích hoạt cái mã giảm giá đó. Thì ở đây là cái nút Buy Now là cái đường link để mình kích hoạt cái mã giảm giá của mình. Thì bạn phải nhấn vào Buy Now. Ok, bạn nhấn vào Buy Now, sau đó nó sẽ hiện ra cho các bạn cái trang thanh toán. Ví dụ ở đây, cái trang thanh toán này, đây mình chọn trước cái Filmora Video Editor này. Ở đây bạn có thể chọn đồng tiền thanh toán nhé. Đồng tiền thanh toán là Việt Nam đồng USD, cái gì đấy tùy bạn.
Ok, ví dụ mình cứ để ở đây là Việt Nam đồng nhé. Ở đây tổng giá này 1.966.822 đồng. Nó sẽ tính theo tỷ giá hiện tại nhé. Tỷ giá nếu mà tỷ giá lên cao thì giá nó sẽ lên cao. Sau đó bạn sẽ nhấn vào đây, tôi có mã giảm giá, tức là I have a discount coupon. Bạn kích cái chuột phải, bạn chọn paste. Sau đó bạn ấn vào nút này để bạn làm mới lại, refresh lại. Sau khi bạn refresh lại, nó sẽ báo cho bạn là ok, bạn được giảm 374.633 đồng. Và tổng giá hiện tại của bạn đấy nhé, bao gồm 5% thuế là 1.573.000. Thấy không, thỉnh thoảng có bạn nhắn tin cho mình là anh mua hộ em, thì mình toàn là nhắn là 1.6 ấy. Bởi vì là đôi khi thì còn phải trả mấy chục kiểu tiền phí thẻ tín dụng, rồi là phí qua PayPal các kiểu nữa. Đâm ra là nếu như mà các bạn không ấy, thì các bạn có thể chuyển cho mình nguyên số lạnh được, hoặc là chuyển 1.6. Nhưng mà nếu mấy hôm nữa mà đô nó giảm ấy, thì có khi nó chỉ còn 1.500 thôi. Thì cái đấy mình sẽ nhắn cho các bạn. Các bạn có thể liên hệ với Zalo của mình nhé. Mình sẽ đặt Zalo của mình ở ngay đây hoặc là dưới mô tả để các bạn có thể xem. Tiếp theo là bạn sẽ chọn là mua cho bạn, tức là cho một cá nhân hay là cho company nhé. Công ty ở đây nó sẽ hiện lên tên công ty, rồi là số điện thoại, phone, fax, email các thứ. Thế còn thông thường ấy, mọi người sẽ mua cho cá nhân. Bạn nhập vào là first name, last name này, tên này, địa chỉ này, thành phố này, đất nước này. Những cái này thực ra cũng có thể làm kiểu áng áng thôi, chẳng không cần phải quan trọng, không cần phải chính xác. Còn chính xác là các bạn phải nhập vào cái email bạn muốn dùng làm bản quyền, ví dụ Gmail của bạn chẳng hạn. Bạn nhập vào đây, sau bạn nhấn vào đây để confirm email. Tiếp theo là bạn sẽ chọn cái phương thức thanh toán. Ở đây có rất là nhiều phương thức thanh toán. Sau khi ok rồi, bạn nhấn continue và nó sẽ ra một cái trang nữa là bạn phải xác nhận vào đấy. Ok, xác nhận vào, thế là xong. Trong vòng 2 phút nhé, 2 phút đến 3 phút gì đấy, nếu bạn tự mua nó sẽ gửi bản quyền về cho bạn, gửi bản quyền vào hộp mail của bạn ấy, và bạn có thể làm cái gọi là kích hoạt mật khẩu rồi là các thứ theo cái hướng dẫn ở trong email. Mình mua cho hộ cho các bạn thì mình cũng làm như vậy thôi, và mình chỉ có dùng cái thẻ tín dụng của mình để mình thanh toán ở đây. Đấy, cho các bạn nào mà không có thẻ tín dụng thanh toán online ấy. Đấy, đơn giản thế thôi. Đấy là mấy cái mà về mua bản quyền các thứ. Thế còn ở trên mạng thì bây giờ có rất là nhiều cái lùm xùm ấy về cái gọi là bản quyền của Filmora, nhưng mà mình nghĩ là chắc là một thời gian thì nó sẽ hết thôi. Chứ còn có nhiều YouTuber người ta trước đấy người ta hợp tác với lại Wondershare, xong rồi bây giờ không hợp tác nữa, đâm ra là kiểu quay ra là chửi bới là tại sao tao không không dùng phần mềm này thế này thế kia. Chứ còn đối với mình thì chắc là cũng vẫn phải làm tiếp thôi, vẫn phải hướng dẫn các bạn dùng Filmora tiếp thôi. Chứ còn bây giờ kênh của mình chủ yếu về Filmora, bây giờ không dạy Filmora biết dạy cái gì, chẳng nhẽ lại quay ra dạy Premiere Pro, DaVinci các thứ ấy. Nhưng mà nói chung là thôi, sẽ buồn mất một thời gian. Mình hy vọng là sắp tới thì bên Wondershare nó sẽ thay đổi quyết định, và nó sẽ cho những cái người dùng Filmora 9 cập nhật miễn phí để cho người ta đỡ nổi giận ấy. Còn không thì thôi, cũng chấp nhận thôi. Có 30 đô thì mà đáng bao nhiêu, chẳng nhẽ hủy hoại công ty vì chỉ có 30 đô thôi. Ok, video hôm nay chia sẻ ngắn đấy thôi, một cái than phiền. Mình không có tâm trạng làm video bởi vì là kiểu có nhiều người dùng kiểu bất bình quá. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Goodbye.